Nó có nguyên vườn dừa quá đã ha. Dừa này dừa gì bác? Dừa này dừa gì bác? Bả trồng dừa Kim Long mà nó lai dừa ấy đâu nè. Dừa Sim Lùng mà lai. Chị cầm giùm em mấy cái chị. À, chị quay vô vậy đó. Rồi, có gì quay lên em được rồi. Đây luôn. Rồi cảm ơn bác. Tôi uống dịch từ khác. Chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Động Sản nha. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại phường Tân An, thị xã La Ghi. À, hôm nay em Điền có mặt ở đây thì cũng là có một chủ bất động sản. À, bất động sản này là một nhà vườn đó chị. À, gửi em Điền bán ha. Nói chung là sẵn ở bên này thì em cũng quay review cái bất động sản này cho cô chú chị mình xem luôn. Thì trước mắt là em Điền sẽ mô tả và cung cấp những cái thông tin cơ bản về bất động sản này trước ha. Hiện tại cái bất động sản mình nằm vị trí thì nằm ngay thuộc phường Tân An ha, phường Tân An, thị xã La Ghi. À, từ vị trí đây mà đi ra được cái đường chính là đường quốc lộ 55 hay là đường Thống Nhất ở ngoài trung tâm thị xã ha. Thì từ đây mà đi ra đó thì khoảng đâu đó là 3 cây số anh chị. Đó, đi hướng này ha, đi hướng này gặp ngã tư mình rẽ trái, mình đi một thẳng một mạch luôn ha. Mình ra đường Thống Nhất hay là quốc lộ 55 ha. Ra chỗ trung tâm đó thì nói chung là ở đó thì có ủy ban nhân dân phường và chợ đò ha, công viên này kia đó. Nói chung là tất cả mọi thứ tiện ích tiện nghi thì nằm ở ngoài đó. Ở ngoài đó thì trung tâm thị xã rồi anh chị, nên là không thiếu bất cứ một cái gì anh chị. Ra đó khoảng 3 cây ha. Đó là mình đi hướng này. Còn mình đi hướng trong này thì mình sẽ đi vào những cái đất dân này kia thôi. À, nói chung là đường nó cũng là thông thương anh chị. À, thì tại cái chỗ này thì đa số nha, đa số đất xung quanh đây là đa số là đất trồng cây hết. À, quy hoạch là đất trồng cây hết, nhưng mà riêng cái bất động sản này ha, riêng bất động sản này là quy hoạch đất ở đô thị anh chị. À, hiện tại bất động sản mình chưa có thổ cư đâu, nhưng mà tương lai là hiện tại chưa có thổ cư, nhưng mà bất động sản mình lên được thổ cư nha anh chị. Đó. Và đây anh chị, em Điền xin giới thiệu tới cô chú chị bất động sản này ha. Có sẵn một căn nhà luôn và nguyên cái vườn dừa luôn anh chị, rất là đẹp. Nhìn là nói chung là hàng dừa nào ra hàng dừa đó, dừa rất là nhiều anh chị. Đó. Xíu em Điền sẽ đi sâu vào bên đó ha. Bất động sản mình là có mặt tiền á, mặt tiền đường hiện hữu nhà nước nha anh chị. Đó, mặt tiền là 25m và chiều sâu là 140m anh chị. Chiều sâu rất là sâu luôn, gần 3.000m2 anh chị ha, 2.000 mấy đó, hay là gọi là ba sào ha. Mặt tiền đường thì cô chú chị cũng đã thấy ha, rất là rộng, khoảng là đâu đó khoảng 10m anh chị, rộng lắm đó. Mặt tiền từ đây, từ bên này ha, qua bên này, qua tới bên đây luôn, đâu đó 10m anh chị, đường rất là rộng. Nói chung là đường xe tải chạy vô tư luôn ha. Đó. À, chỗ này thì được gọi là phường Tân An này, đi xuống biển chắc đâu đó là biển gần nhất là biển thị xã La Ghi á, là xuống gần nhất là khoảng đâu đó là 7 cây ha, 7 cây tầm cỡ đó ha. Biển La Ghi là biển Cá Bình rồi đó anh chị. Đó. Rồi bây giờ em sẽ điền tiến vào bên trong ha, cổng. Thì nói chung là hồi trước đó, tổng bất động sản này là một gia chủ ha. Còn bên này thì tổng bất động sản này là của một chủ hết ha, nhưng mà bên này đã bán rồi, còn lại một phần bên mình là 25m thôi ha. Đó, ngay từ cái cọc này này đây, nói chung là ở ngoài thì có cái xịt sơn thẳng đó, ngay đây nè ha, đây ngay cái cây này luôn đó, đi thẳng lui anh chị ha, thẳng lui luôn 140m trước tờ sâu anh chị. Cái khuôn viên ở trước mình thì nói chung là đất vườn, nhưng mà cái khuôn viên ở trước mình thì giống như một cái nhà ở bình thường ha. Còn phía sau là nguyên vườn dừa. Đây ở trước đây thì có trồng những cây cối ha. Đó, ao sen ha. Đó, rồi tường đá. Và trồng những cái cây kiểng, cây xanh. Nói chung là cái nhà này, cái bất động sản này thiên về thiên nhiên anh chị. Trồng cây cối rất là nhiều.
Đây, ở đây thì có một cây mận ha, cây xoài. Đây. Bên này hiện tại là bất động sản mình đang xài nước khoan hay sao chị ha? À, giếng khoan. Bất động sản mình thì hiện tại đang là sử dụng là nước giếng ha, giếng khoan. Thì nói chung là nước giếng về vấn đề mà tưới cây rồi là rất là tốt ha. Đây, còn bên này cái phần gia chủ mình là có một cái kho ha, kho để chứa đồ, để những cái dụng cụ mà làm vườn anh chị ha. Còn bên đây thì một cái căn nhà nhỏ, nói chung là nhỏ nhỏ nhưng mà có vỏ nha, vẫn ở bình thường vô tư ha. Ở phía trước này, cái khuôn viên phía trước rất là dễ thương ha, đó, thảm cỏ rồi những cái chậu bông nhỏ 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 nhìn dễ thương chứ bộ. Đó, mận, những trái mận rất là đẹp ha, ngon ha. Rành thì bên này qua. Cây me mình, cái me này có thuộc đất mình không chị? À. Rồi. Cây cốc à, ngang cái cốc thôi. À, rồi đây. Ngang ngang cây này ha. Là à, rồi rồi đây. Đó, đất mình thì từ ranh qua phía cây này chút xíu thôi. Thẳng luôn 140 hả. Nói chung là trồng xen kẽ với những có vài cây thôi, cây mẫn cầu na rồi cây cóc rồi cây sơ ri rồi những cây ăn trái lặt vặt nhỏ nhỏ thôi. Còn 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 phần còn lại là gia chủ mình là trồng dừa hết ha. Hiện tại dừa thì đang thu hoạch anh chị. Đang thu hoạch thì bỏ xỉ bỏ lã gì đó, nói chung là cũng là thu hoạch để bán thôi. Đó. Đất ở đây thì tương đối là bằng phẳng ha, không có gồ ghề gì hết, nhưng mà chẳng qua là ở đây thì xã La Ghi anh chị cũng đã biết rồi, đa số đất cát anh nhiều. Đây nguyên vùng dừa này đó, một cây này mà có hẳn 5 bồn dừa anh chị, 5 bồn dừa ha, cây nhỏ xíu à, lùng tịch rồi, em điện đứng còn với tới nguyên bồn dừa luôn đó, nhìn rất đã ha. Đó. Nói chung là cái bất động sản này dành cho cô chú chị nào mà có tín đồ thích dừa thì về đây ha, nguyên vườn dừa luôn, dừa mà khô luôn ha, nói chung là thu hoạch không kịp, năm nay dừa khô thành dừa khô luôn á. Đó. Ở bất động sản này thì cách Sài Gòn, cách thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng đâu đó 3 tiếng rưỡi đồng hồ ha, 3 tiếng rưỡi đồng hồ để cô chú chị di chuyển về đây. Thì bây giờ có cao tốc rồi chắc khoảng mất 3 tiếng à. Cao tốc chạy cũng gần. Dừa không là dừa à, em Điền cũng xin phép được báo giá lại cái bất động sản này cho cô chú chị mình khỏi phải mất thời gian ha. Tổng bất động sản này thì gia chủ mình đang cần bán á, là 4 tỷ 6 anh chị. 4 tỷ 6, tất nhiên giá này có thương lượng. Xin nhắc lại một lần nữa, diện tích là 25 sâu 140 ha. Tổng diện tích là 2.900 mét vuông, gần 3.000. Đó. Xung quanh cái chỗ này thì dân cư cũng hơi thưa, nhưng mà chạy càng ra ngoài, càng ra trung tâm á thì dân cư càng đông anh chị ha, ra ngoài đó trung tâm thì khỏi phải nói rồi. Đây đây ranh mình thì tới đây ha, từ bên này qua này anh chị, nói chung là đất mình vuông vức anh chị ha, từ bên này qua ha, đất mình hơi xé chút xíu. Ở bên cạnh này thì 130 mấy thôi, còn cạnh bên này thì sâu tới 140 mấy lần. Đó, qua bên này 25 mét. Tha hồ là rộng, tha hồ là dài luôn anh chị ha. Một cái bất động sản nhà vườn. Đó, qua đây. Thẳng lên. Đó.
từ đây thẳng lên ha. Đó. Rồi em Điền cũng xin phép được dừng video tại đây. Cô chú chị nào mà yêu thích bất động sản này thì muốn đi xem thực tế bất động sản này thì hãy liên hệ em Điền nha. Em Điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất động sản này. Và thiện chí nữa mình sẽ gặp chủ thương lượng thêm ha. Rồi em Điền cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của em Điền nha. Xin mến chào và hẹn gặp lại những clip sau của em ạ.